Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn bánh da lợn khoai môn lá cẩm rất là thơm ngon. Mình dùng màu tím tự nhiên của lá cẩm, khoai môn thì mình cho thẳng vào trong đây mình xay mịn là xong. Cách làm này thì mình thấy rất là đơn giản mà bánh ngon, để lâu không bị cứng. Các bạn thích cái công thức bánh mềm không bị cứng thì mời vào bếp cùng mình. Khoai môn gọt vỏ rửa sạch, mình cho lên trên nồi mình hấp. Mình hấp 20 phút, sau 20 phút thì khoai môn chín mình nhấc xuống để nguội. Mình dùng ở đây là nước cốt dừa hiệu này. Mình đông vào trong cái khắp lớn này là 400ml nước cốt dừa. Mình tiếp tục cân vào trong cái khắp này là 110g đường cát trắng hay là đường cát vàng tùy ý các bạn ha. Mình tiếp tục cho vào đây là 2g muối nữa. Tiếp tục cân vào đây là 80g bột năng. Sau khi cân bột năng xong thì mình tiếp tục cho khoai môn vào đây. Mình cân khoảng 200g khoai môn ha các bạn. Sau đó thì mình lấy ra khỏi cái cân và mình để cái máy vào, mình xay mịn cái hỗn hợp này ra cho đều. Sau khi xay mịn rồi thì phần bột của mình như thế này nè các bạn. Mình tiếp tục cho vào đây là 2 muỗng canh nước lá cẩm. Nước lá cẩm mà mình nấu thiệt là đặc đó các bạn. Và mình quậy đều để cho cái khoai môn của mình nó có cái màu tươi hơn ha các bạn. Phần bột sau khi mình quậy đều thì các bạn thấy màu tươi như vậy nè. Mình để qua một bên. Tiếp tục phần bột thứ hai, mình có đây là 300ml nước lá cẩm mà mình nấu cho nó đậm đó các bạn. Và mình cũng có sử dụng mùi khoai môn để cho cái phần bột này của mình nó thơm đó các bạn. Thì mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê mùi khoai môn. Mình cho vào. Tiếp tục cho vào đây là 100ml nước cốt dừa. Mình cho vào luôn. Mình tiếp tục cân vào trong đây là 120g đường cát. Và mình cũng cân tiếp vào trong đây là 140g bột năng. Mình tiếp tục cân vào đây nữa là 20g bột gạo. Mình lấy ra khỏi cái cân và mình quậy cho thật là đều. Sau khi quậy đều thì cái màu tím nó đẹp như vậy nè. Các bạn kỹ thì các bạn lược lại, còn không để như vậy cũng mịn lắm rồi. Mình để qua một bên và cho bột nghỉ nửa tiếng. Sau 30 phút thì cái nồi nước để mình hấp bánh cũng đã sôi đều. Mình đặt cái sửng lên, khuôn thì mình thoa dầu rồi. Mình cho vào trong cái sửng để nắp lại. Mình làm nóng khuôn khoảng 1 phút. Bột sau khi mình quậy đều rồi thì mình chế vào trong cái khắp này là 200ml. Và bây giờ khuôn của mình cũng nóng rồi, mình đem đi đổ bánh luôn. Mở nắp ra và mình cho phần bột này vào khuôn. Mình cho vào. Và mình đậy nắp lại, mình hấp 6 phút. Đã đến, bột mình quậy đều và mình cũng cho vào trong cái khắp này là đầy một khắp. Mình đem chế vào khuôn. Mỗi một lớp bột thì mình hấp 6 phút cho đến cái lớp bột cuối cùng. Bây giờ thì mình cho vào lớp thứ 5. Mình đậy nắp lại và mình cũng hấp 6 phút nữa. Sau 6 phút thì lớp bột thứ 5 cũng đã chín đều. Mình tiếp tục cho vào đây là lớp cuối cùng. Mình cũng cho 200ml bột vào. Sau đó thì mình đậy nắp lại và mình hấp 20 phút. Sau 20 phút thì bánh của mình đã chín đều. Mình nhắc ra và để nguội rồi sẽ cắt cho các bạn coi ha. Đây các bạn ơi, bánh da lợn sau khi mình lấy ra khỏi khuôn, bánh dẻo mềm rất là ngon luôn. Bánh này thì mình để tới 3 ngày sau vẫn còn mềm nha các bạn. Bây giờ mình cắt ra cho các bạn coi nè. Lớp đầu tiên và lớp thứ nhì, các bạn coi lớp thứ nhì ha. Các bạn nhìn thấy mượt mà rất là ngon, đều ha các bạn. Và bây giờ mình cắt ra từng miếng. Các bạn thích video này thì tặng cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Video mình cũng kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ tới. Bánh da lợn dẻo mềm
để 3 ngày vẫn không bị cứng. Rất là ngon, thơm lắm các bạn.